con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba, cả nhà ba cùng thương yêu nhau, xa là nhớ, gặp nhau là cười, ha 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 ha, high five. Nhẹ 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 nhẹ. Hai ba. Ok ok, high five, hát nữa. Ba. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ai da, tao quá. Ok, hát nữa. Ba thương con thì con giống nhẹ. Ok, cảm ơn, hát với ba nè. Thương con thì con giống ba, cả nhà ba cùng thương yêu nhau, xa là nhớ, gặp nhau là cười, ha 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 ha. Khai quay. Ây da, ây da, đau quá, đau quá, đau. Mama. 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 Mẹ giờ hát gì á? Hát gì, hát lại cho mẹ nghe đi. Hai mami thường. Ha 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 ha, chị có kể rồi, chú hát cho mẹ nghe nữa đi. Chú hát sao phải đó, chú hát giỏi quá, chú hát cho mẹ nghe đi. Mẹ thương con. Không rồi, ba thương con. Thương con. Ừ, dạ, chúc. Ba thương con, thì con giống mẹ. Mẹ thương con, thì con giống ba. Cả nhà ba, đồng y xăm nhắm. Xa nhà nhắm, gặp nhau nghe cười. Cười sao? Ha 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 ha, high five. Thương quá. Dạ, nè con bị gì nè, con nói bài ba nghe. Mũi cắn con. Mũi cắn con, nhá, mũi cắn con không đập nó cái. Ai da, đập nó vậy đó. Au. Đau quá, đau quá, đau quá. Đập nó vậy đó. Đập nó. Ai da, đau quá, đau quá, đau quá. Ừ, đúng rồi. Okay. Bắt ra, đau quá. Ai da, vậy đó. Ok, đập con mũi đau vậy đó. Ok. Nè con chú đi. Nè, mày đang quay phim nè. Ý, chào con chú đi. 1, 2, 3. Xin chào cô chú. Hôm nay chú xin hát với bà. Đây cả nhà, mà cả nhà. Cả nhà, lớn lắm luôn vậy. À, cái tôi là cũng được đi. Ta da. Sao cho tôi luôn. Xin chào cô chú. Chưa vậy? Chào dạ, 1, 2, 3, chúc Linh nói lại cho cô chú nghe nè. Sao đâu, sao đâu, sao đâu, sao đâu. Chúc ăn. Chúc ăn, chúc nói cho cô chú nghe đi, cái bún này ai làm? Ai làm bún của mẹ. Bún của mẹ mà con biết ai làm không? Ai? Bà ngoại. Cậu Tuấn. Cậu Tuấn. Cậu Tuấn làm. Giỏi quá. Rồi. Rồi xin chào tất cả các bạn trở lại với bầu trời Boston and Family. Sao hôm nay sao vậy? Bữa nay mình ăn cái món này. Món, cái món này là bún chả, bún thịt nướng bún thịt nướng, nem nướng, chảo tôm. Ừ. Đậu phộng. Anh không phải bún, bánh hỏi lộn. Bánh hỏi. Bánh hỏi. Mà đặc biệt á là cái này là anh bầu trời Cali ảnh tự làm ở nhà.
mà đi làm về là mình chỉ có ăn thôi. Ừ. Đó, bây giờ mình chưa ăn nên mình không biết ảnh làm như thế nào. Giờ mình sẽ ăn trước. Bây giờ chờ. Mười ba mừng mẹ. Dạ. Chan nước mắm chưa con? Mẹ chúc lên. Mẹ chúc lên giỏi quá. Mẹ chúc lên đi chị. Mẹ chúc lên. Để con chan nước mắm đi. Bút. À, mời mẹ. Mời cô ngoại, mời cả nhà. Cả nhà. Mời chúc lên. Mời chúc lên. Rồi chúc lên ăn cho cô chú coi coi. Cái này chú. Ồ của con. Mệt quá. Tôi cái thịt đó mình phải kéo nó ra. Nghe nè. Trời ơi, thấy em ăn không? Em ăn em phải dơ lên khem rà em mới ăn. Trời. Đúng là con nhà nồi thiệt chứ. Cô Linh con ăn đi, con ăn đi, thịt của con ngon. Bây giờ kéo mới đúng, ta kéo kiểu này nè. Có kiểu này ngon. Rồi, nước mắm. Sao vậy Vi nè? Màu giấy hả con? Wow, ngon quá. Quá hấp dẫn. Ăn cho con. Chú Linh ăn cái này không? Chú Linh thích ăn cái này nè. Ok. Được không? Được. Có cao không? Có cao không? Có. Có hả? Uống nước vô. Uống nước vô. Để mày làm cái này cho không cà. Để mày lấy cái này không có cà. Ngon lắm thôi cái mẹ. Cay quá à. Nó có cay. Ăn cay. Uống nước vô. Mày lấy cái của con không có cay mà. Thịt ướp rất là vừa ăn. Ngon hả? Ngon nguyên nè Hương. Ừ. À. Thêm bún thôi. Thêm bánh hỏi. Dạ. Cái nem nướng với cái chảo tôm á các bạn. Ăn chung với bánh hỏi này rất là ngon. Và đồng thời nữa là mình ăn chung với lại bún riêu á. Trời nó ngon, bữa trước mới ăn. Bữa nhà nấu riêu á xong cái cắt miếng bỏ vô ăn. Ăn ngon hơn là mình phải ăn chả luôn. Được không? Sẵn đây Tiết nói cái phần này luôn. Là bữa Tiết có chia sẻ những cái loại mà thuốc bổ mà Tiết uống hàng ngày á, cho da với sức khỏe á. Thì có rất là nhiều người hỏi bên Việt Nam á, rất là nhiều anh chị bên Việt Nam muốn mua để uống. Thì Tiết đã ship cái nguyên một 4 loại mà Tiết thường uống hàng ngày đã ship về Việt Nam rồi, nhưng mà chưa có tới. Thì khi nào mà tới á thì các anh chị nào mà có nhu cầu á, cứ việc nhắn tin cho Tiết là bầu trời Boston hay là một người bạn mà để mà chuyên về cái phần đó là Facebook Như Thị Huỳnh là các bạn sẽ là order được cái phần đó. Tại vì số lượng Tiết ship về ít lắm, một loại Tiết ship về có 20 hộp mà, nên sẽ mau, rất là mau hết. Nên các bạn hãy order nhanh tay lên. Tiết sẽ làm nấu một nồi bún mắm. Sẽ nấu một nồi bún mắm very soon. Tại vì ở ngoài rau má với rau đắng quá nhiều. Bị con khún của em nó dập bấy tên tà lòng cái rau đắng hết rồi. Cái thùng cao vậy mới nhảy vô hả? Ừ. Đứa nào? Đứa nào? Đứa lớn hay đứa nhỏ? Đứa nhỏ là nhiều nhất. Ôi. Leo cho nó làm banh tao lông rồi. Mấy cái cây cải của anh vô trong đó gãy hết rồi. Không còn cây nào hết. Rồi. Gãy hết rồi. Gãy thì bứng cái đó nấu canh luôn. Vấn đề là coi như là nó thì đại khái không nấu canh thì nó hư thôi. Ừ. Vô trong nó giỡn ở trong đó. Nó nhổ cây ra nó ngậm nó chạy dắp vòng nó chơi nữa.
đất máu. Hey, Kobe. Kobe. No. Đây nè, cái đống cải anh hái vô cho vợ luôn nè. Tại không hái vô đó là trời nắng sẽ bị khô héo cái này luôn. Nó ảnh phá pantalon mới cải gãy. Gãy cha nó hết luôn như vậy nè. Đó, vậy đó. Mà mấy loại cải này nó giòn lắm, đụng tới nó là nó gãy, bẻ chút xíu là nó gãy à. Cho nên mấy ảnh chỉ cần đi vô mấy ảnh quẹt quẹt hai ba cái là gãy thôi, không cần phải dùng răng cắn đâu. Cho nên bẻ vô hết luôn. Cũng còn mấy cái rất là non ở ngoài luôn chứ không hay là không còn cái gì à, nhưng mà anh chỉ anh vô trong đó anh cắn rồi anh nhổ rồi cần cây bạc hà nữa. Yep. Anh, mấy anh bận mệt quá à, mấy anh đừng mấy anh vô anh ngủ à. Im rui hết trơn hả, giỡn hoài cả buổi trời mà. Anh kèo sao lúc mình có vợ về cái gì anh cũng muốn ăn hết mà vợ đi làm rồi anh không thèm ăn gì hết trơn vậy. Còn nói nữa. Anh không hiểu à. Ổng á các bạn, ổng ở nhà từ sáng đến chiều ổng không ăn một cái gì hết, chỉ có một ly cà phê thôi. Mà mình vừa về tới nhà một cái là bắt đầu cơn đói bụng ông nó nổi lên. Cơn cái bụng nổi lên, bữa nào tôi về tới nhà tôi đi chỗ khác tôi ăn cho đói luôn bữa. Ở nhà tôi đập bàn đập ghế chứ có gì đâu. Giống như mình là cục mỡ vậy đó. Không phải lần đầu tiên đâu, đúng không? Ngộ ghê. Vừa thấy mặt mình là ổng đói bụng. Đói bụng có khi ổng bạo luôn. Nguyên ngại ngại nhảm mà. Giống như thấy mình là thấy mèo thấy mỡ. Anh ngồi đi đem lấy chè cho anh à. Sao vui cục mở đi mà không thèm sao được. Đây là chè chè bắp mẹ nấu. Ở bên này Tiếu thích ăn chè bắp mà loại bắp Việt Nam á, mà không có bắp Việt Nam nên mình lấy bắp Mỹ nấu đó, mà mẹ nấu bắp này rất là ngon. Anh ăn chè đi, còn nước dừa để em. Ăn không viên rồi con. Viên này lấy chén mommy múc miếng chè cho con nè. Thank you vợ. Cái này là cái bộ viết mà có người bạn tặng cho Viana nè. Rồi em phái cái này lắm luôn đó. Tối ngày nó đòi đi mua mấy cái này về, nó tập viết nó này kia. Nó chơi tốn cũng rất là nhiều tiền cho nó ở trong mấy cái loại này luôn chứ không phải giỡn. Không biết sao cái cô Jasmine cậu biết được nó thích cái này bằng cách nào mà cậu mua mấy cái này cho nó khoái quá trời luôn.
Cảm ơn Jasmine nha. Thank you, Go Jennifer Zhang, for the gift. I really love it. Hey. Rồi, xin cảm ơn Jennifer Trần đã gửi cái món quà cho Vienna. Vienna rất rất là thích hõm dài. Em dùng cái đó, em cũng vẽ viết tùm lum tùm la cũng khá là nhiều đó. Thì và đồng thời cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hai vợ chồng Đạt trên kênh Bầu Trời Boston and Family. Xin tổng chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại trong video clip sau. Bye.